Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chắc là chúng ta phải làm một cái quyết định dành cho mình một ngày ít nhất để mà ngồi xuống thở, định tâm, trở về với giây phút hiện tại, tạm thời thôi nắm bắt, thôi rượt đuổi, để trở về với sự sống đang diễn ra, để chúng ta nhìn lại một năm trôi qua, chúng ta đã được gì và mất gì. Cái được, nó có phải là cái giá trị đích thực của mục đích cuộc sống hay không? Và cái mất, nó là những cái điều không thể không có, hay nó chỉ là những cái thứ chỉ có thể đem lại những cái cảm giác sung sướng nhất thời? Tại vì cái mục đích của chúng ta có mặt trong cuộc đời này là để sống, chứ không phải để đi làm. Tại vì đôi khi đi làm chúng ta không có sống được. Không phải chúng ta có mặt trong cuộc đời này để chúng ta hơn người khác, để được vài tiếng khen ngợi nể phục. Không phải chúng ta đi có mặt trong cuộc đời này để rượt đuổi theo những cái bóng hồng và đi tìm cái sự thỏa mãn cùng tột. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này là chỉ có một lý do duy nhất, đó là sống. Sống làm sao cho ra sống, phải thưởng thức được từng giây phút đi qua. Sống làm sao để có bình an và hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc là nhu cầu lớn nhất của con người. Dù chúng ta cố tình quên đi, chúng ta cắm đầu vào công việc, chúng ta rượt đuổi vào những địa vị mà chúng ta mơ tưởng, thì cuối cùng bình an cũng ra rồi. Chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thấy căng thẳng, và chúng ta cần được trở về với chính mình. Chúng ta thử điểm lại những cái gì đã khiến cho chúng ta không thể bình an. Có bao giờ các vị ngồi lại và tự hỏi, chúng ta đang thiếu thức ăn hay là chúng ta đang tìm kiếm những món thức ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn? Là chúng ta đang thiếu đồ mặc hay là chúng ta đang đua đòi những trang phục lộng lẫy, thời trang đắt tiền? Chúng ta đang thiếu phương tiện di chuyển hay là chúng ta đang khao khát có những chiếc xe đời mới nhất, tối tân nhất, đẹp nhất, nhiều người ưa chuộng nhất? Chúng ta đang không có chỗ ở hay là chúng ta đang mơ tưởng một cơ ngơi sang trọng, lộng lẫy, hoành tráng? Chúng ta đang không có việc, tức là mất việc, không có việc làm, hay là chúng ta đang mong muốn có một công việc khác có thu nhập cao hơn để tiêu xài mạnh tay hơn? Tiện nghi về tinh thần cũng vậy. Chúng ta nếu thiếu đi những cái điều đó thì có phải là chúng ta sẽ không thể sống được chăng? Nó có phải là những nhu cầu thiết yếu không thể không có chăng? Nếu mà mình không có vóc dáng cao ráo, không có cái gương mặt xinh đẹp thì người ta không thể kính trọng mình chăng? Nếu mà chúng ta không có lấy được cái bằng cấp đó, không có được cái địa vị đó, thì mọi người sẽ không thể
thương yêu mình hay là chấp nhận mình chăng? Nếu như mà mình không thể được người kia mê mệt chiều chuộng mà yêu thương thì mình không thể sống chắc, và nếu không thể cưới được người đó thì mình sẽ chết chắc. Thì nhìn kỹ lại đi, chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều mà chúng ta đang mong muốn nó chỉ làm cho cái mức thỏa mãn nó nhiều hơn, chứ không phải đó là những cái điều kiện bắt buộc không thể không có trong cuộc sống. Thì rõ ràng là khi chúng ta sở hữu được những điều đó thì chúng ta thấy rằng nó phải hơn những cái trước kia chúng ta đã từng có. Chiếc xe mới nó phải hơn chiếc xe cũ chứ, phải không? Hàng hiệu này nó phải hơn hàng hiệu kia chứ, thì mình mới dám bỏ tiền ra, vắt kiệt năng lượng ra để mà đánh đổi chứ. Thì những cái cảm giác như là bay bổng, ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, sung sướng là những cảm giác có thật khi chúng ta sở hữu được nó. Nhưng một điều hết sức là kỳ lạ là những cảm giác ấy tan biến rất nhanh, nhanh như là một làn khói mỏng, chúng ta không kịp nhận ra. Và chẳng mấy chốc trong ta chỉ còn lại chút dư âm nhạt nhòa, nhưng mà nó lại hình thành những nỗi tiếc nuối dai dẳng. Rồi chúng ta lại thấy bất ổn, chúng ta thấy thiếu thốn, rồi chúng ta lại tiếp tục săn tìm, làm như là chúng ta đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho một cuộc sống đang sắp diễn ra vậy. Nhưng mà sự thật là chúng ta chưa từng sống được cuộc sống đó, mặc dù nó đã diễn ra trước khi chúng ta chuẩn bị cho nó được kìa. Chúng ta chỉ đang mới cố gắng để sống, chứ chúng ta chưa từng sống. Sống một đời sống khó khăn đến như vậy sao? Tất nhiên khi chúng ta đặt ra những cái mong cầu, chúng ta tin chắc một điều rằng những thứ đó là rất cần thiết. Bây giờ không cần thì ngày mai sẽ cần. Mình hãy có cái tính lo xa như vậy. Nhưng mà làm sao chúng ta dám chắc những cái thứ mà chúng ta chưa nắm bắt được trong tương lai có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, trong khi những thứ mà chúng ta đang sở hữu ở đây nè mà chúng ta không cảm nhận được cái hạnh phúc khi có nó. Những cái có thể làm ra hạnh phúc trong hiện tại mà mình còn không cảm nhận được, không tin được, thì làm sao chúng ta dám tin những thứ chúng ta chưa nắm bắt được ở trong tương lai. Tại sao chúng ta cứ chấp nhận cái cách sống chờ đợi, tin tưởng, mòn mỏi, hy vọng mãi ở tương lai như vậy? Đó có phải là cách sống duy nhất không? Liệu có cách sống nào khác hơn không? Lắm lúc chúng ta lui về một góc nhỏ, thu mình vào trong một tối và mơ hồ nhận ra rằng cuộc sống phải có cái gì đó sâu sắc hơn, tuyệt vời hơn, chứ không thể nào cứ bay bổng theo những cảm xúc lên xuống như thế này. Được rồi mất, ban đầu thấy còn hấp dẫn, sao rồi thấy nhàm chán, đổi cái thứ khác. Nhưng mà làm sao được khi chung quanh ta ai ai cũng làm như vậy? Xã hội này đâu có người nào mà không làm như vậy. Làm sao chúng ta có thể tin rằng nếu mà chúng ta không nắm bắt thêm nữa thì chúng ta có thể đứng vững trong cái cuộc đời này? Làm sao chúng ta có thể tách mình ra khỏi dòng chảy xã hội khi mà ngay từ trên ghế nhà trường chúng ta đã được dạy rằng hạnh phúc là tranh đấu? Chúng ta phải làm sao đây? Nếu các vị nhìn kỹ một chút, ngồi yên một chút và nhìn sâu một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra một nguyên tắc, đó là trong cái thêm bao giờ nó cũng hàm chứa cái bớt, và cái bớt
bao giờ nó cũng có chứa cái thêm. Nói một cách khác, thêm đôi khi nó có nghĩa là bớt, mà bớt nó cũng có nghĩa là thêm. Cái vấn đề là thêm cái gì và bớt cái gì. Cái thêm vào nó có giá trị bằng cái nó bớt ra hay không? Chúng ta hãy thử ngồi tính toán lại cái cuộc đời của mình xem. Trước hết, để chúng ta đạt được mục đích, thực hiện những cái kế hoạch dự án của mình, thì điều đầu tiên phải bớt ra đó là chúng ta tự biến mình thành một kẻ không có thời gian. Lúc nào cũng bận rộn. Không có thời gian chăm sóc bản thân như là ngủ, như là ăn, như là tập thể dục, như là xem một cuốn phim, như là nói chuyện với những người thân, thì làm sao chúng ta có thời gian chăm sóc những người thân sống chung quanh mình? Mà nếu không thể chăm sóc được bản thân, không thể chăm sóc được những người thân trong gia đình, thì chúng ta đang làm cái gì đó? Chúng ta có đang sống hay không? Và kẻ không có thời gian cũng chính là kẻ không có không gian. Không có ai nhốt ta đâu, đây là đất nước tự do mà. Nhưng mà chúng ta tự nhốt mình trong văn phòng, trong xe hơi, trong laptop, trong điện thoại hàng giờ hàng ngày, không có vứt ra được. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng ở trong đó, không có thể nhìn được mặt trời đang lên, không có biết rằng mùa xuân đang tới, không có biết rằng nụ cười bé thơ đang chờ sẵn, không biết rằng tất cả những người thương đang có mặt trong mình như là một bóng ma xuất hiện trong căn nhà đó, có xác mà không có hồn. Không ai nhận ra sự có mặt của mình cả, mặc dù mình vẫn đang có đó. Và kẻ không có thời gian, không có không gian, cũng chính là kẻ không có tự do. Đừng có tưởng rằng anh giàu có là anh có tự do. Đừng có tưởng rằng anh muốn gì anh mua được là anh có tự do. Khi anh trở thành người giàu có, thành đạt, anh không dám chơi nhiều với bạn bè. Anh sợ người khác hãm hại anh, ngăn cản sự phát triển của anh. Càng thành đạt, anh càng giới hạn những mối quan hệ không cần thiết. Càng giàu có, anh càng tránh xa những người có thể lợi dụng mình. Và cái tự do của mình không còn nữa. Đi đâu cũng phải dò xét, phải gắn camera đầy nhà. Ngủ không có yên, nghe chó sủa là nửa đêm phải thức giấc để mà cái ăn trộm. Thành ra người ở nhà quê không có vách, cho nên đêm nào ngủ cũng ngắm ngàn sao, không có sợ gì hết. Còn người ở thành thị cũng ngắm ngàn sao nhưng mà mở đèn sáng choang đầy nhà vì sợ trộm vô, nhưng mà không có ngủ được. Đó là chúng ta chưa nói tới khi mà chúng ta thất bại, khi chúng ta thua cuộc. Giờ nói khi thắng thời trước đi. Khi thành đạt thì chúng ta trở nên lo lắng và căng thẳng hơn. Cái lần này nó lo lắng nhiều hơn lần trước, căng thẳng hơn lần trước. Rồi chúng ta trở nên dễ bực dọc và độc tài hơn, thiếu cảm thông và đòi hỏi nhiều hơn, trở nên nhiều chiêu thức và thiếu thành thật hơn. Đó là cái giá phải trả cho cái cuộc tranh đấu gọi là mưu sinh. Rồi khi thất bại, khi chúng ta không còn đứng yên vị trí đó nữa, chúng ta như là một cái chiếc xe lao đầu thẳng xuống vực thẳm mà không có thắng lại được, tuột dốc không phanh. Tại vì cái nỗi nhục nhã của một kẻ chiến bại nó còn khổ hơn cái đau khổ của một kẻ nghèo đói. Tại vì đó là nỗi khổ của một cái tôi. Và những cái sự thỏa mãn về vật chất, về địa vị, về sắc dục, nó chưa bao giờ lấp đầy cái nỗi cô đơn của con người. Thậm chí nó còn khoét sâu vào cái nỗi cô đơn này. Và lắm lúc
chúng ta muốn vùng vẫy, chúng ta muốn bỏ chạy, chúng ta muốn xách gói đi đâu đó, đi lên núi ở chẳng hạn, và chúng ta thấy mình đang bị xiềng xích, chúng ta đang thấy mình mất dần tự do, chúng ta cảm thấy ngộp thở. Nhưng mà những suy nghĩ đó chẳng mấy chốc cũng tan biến đi. Chúng ta phải trở về thực trạng cũ, mong cầu, tránh đấu, mệt mỏi và bất an. Làm sao mà chúng ta có thể chấm dứt hết mọi mong cầu khi chúng ta vẫn còn là một con người? Đó là câu hỏi rất là quan trọng. Làm sao chúng ta có thể chấm dứt hết mọi mong cầu khi chúng ta vẫn còn là một con người? Tức là có một cái nghịch lý nó xảy ra. Một mặt chúng ta biết những mong cầu càng đòi hỏi, càng mong cầu là nó càng xiềng xích chúng ta lại, chúng ta muốn bỏ chạy, muốn buông bỏ bớt. Nhưng một mặt chúng ta lại nghĩ rằng, và xã hội nghĩ rằng, ai ai cũng nghĩ rằng chúng ta là một con người này. Cho nên làm sao mà chúng ta thôi mong cầu được? Nếu như những cái mong cầu của chúng ta nó chỉ nhắm vào những cái nhu cầu thiết yếu căn bản của một sinh linh tồn tại thôi đó, thì cái bài toán cuộc đời này đã có giải đáp từ lâu rồi các vị. Chỉ là chúng ta không có biết rằng mong cầu như thế nào là đủ, là đừng quá nhiều, đừng tham. Ranh giới giữa mong cầu và tham cầu nó trở nên nhập nhằng và đánh đố con người không biết từ lúc nào. Thí dụ chúng ta muốn hôm nay trời nắng đẹp để làm gì? Để đi picnic, đi chơi golf. Nhưng mà rủi hôm nay trời mưa thì sao? Tại sao mình muốn trời nắng để cho mình đi chơi golf, hay là mình đi picnic mà mình không biết rằng trời mưa thì nó cần cho bao nhiêu cái hạt mầm nó chuẩn bị lên để nó tạo ra những cánh cánh những cái cánh đồng mạ non, những cái luống đậu, những cái luống khoai cho người nông dân. Tại sao mình lại cằn nhằn ông trời không có thuận theo ý của mình? Mong muốn có một ngày nắng đẹp, một ngày đẹp mà đừng có nắng quá nha, nắng quá cũng không được, nắng quá nó cháy da rồi phải tốn lotion, nắng vừa vừa thôi, đừng có quá ảm đạm, ảm đạm thì nhìn nó buồn lắm. Tức là ông trời phải điều chỉnh theo cái ý của mình mới được. Rồi đi tới bưu điện thì không cần phải xếp hàng, mình ước như vậy đó, đang lái xe tới bưu điện cái ước gì bưu điện trống đừng có người, mình tới mình xếp hàng. Rồi mình đã mong muốn là chiều nay về nhà ăn cơm thì người đó sẽ nấu cái món đó cho mình, cái món mà mình yêu thích nhất. Hay là mình tới cái quán coffee như là Starbucks Coffee, có một cái góc để cho mình ngồi yên tĩnh để mình thả hồn, mong rằng đừng có ai chiếm cái chỗ đó hết. Thì những cái mong muốn đó nó có cần thiết hay không? Không, dư thừa, không có cũng không được. Chúng ta còn cả khối điều để tạo ra một ngày hạnh phúc, phải không quý vị? Cho nên dẹp bỏ những cái mong muốn đó đi. Mong muốn được xếp trên, được cấp trên, được sếp quan tâm, giúp đỡ. Mong muốn được làm ăn thành công để dành được số tiền năm tới đi Hawaii chơi, đem cả gia đình cùng đi. Mong muốn có thể giảm được vài ký để có một cái vóc dáng nhìn coi nó bắt mắt hơn. Mong muốn cái người đó phải làm sao thay đổi được cái tính lầm lì ít nói để mình có thể truyền thông tốt hơn, để mình mới có thể sống chung được. Mong muốn rằng là phải đám cưới tại cái nhà sang trọng đó thì mình mới có thể tiến hành hôn nhân được. Những cái mong muốn như vậy nó có cần thiết không các vị? Không, có cũng được, không có cũng không sao, có phải không? Mong muốn chúng ta đừng có bệnh tật, lúc nào sức khỏe cũng tráng kiện. Mong muốn là con cháu ngoan hiền, học hành là giỏi giang, ít nhất là phải học xong đại học.
là mong muốn tất cả những người thân trong gia đình phải thương yêu hòa thuận với nhau, rồi mong muốn là mình sẽ được hồng ân bề trên để mà gia hộ, để cho tâm của mình nó luôn được bình an, thảnh thơi và hạnh phúc. Những cái mong cầu ấy có cần thiết không các vị? Có, nhưng mà không có nghĩa rằng cái gì cần thiết là nhất thiết phải có ngay. Thực ra chúng ta là một con người nên chúng ta phải có sự mong cầu. Nhưng cái sai lầm của chúng ta đó là những cái sai lầm sau đây mà nó khiến cho cái sự mong cầu nó biến thành cái nỗi khổ. Cái mong cầu thứ nhất là chúng ta bị vướng kẹt quá sâu vào cái ý niệm giữa đẹp và xấu, giữa ngon và dở, giữa sang và hèn, sang và hèn, và nó phân cực rất là mãnh liệt. Người nào sang là tuyệt vời, hèn là xấu xa, thế này là đẹp, thế kia là xấu, cái này là ngon, cái kia là dở. Những cái ý niệm đó nó không có sự chuẩn mực, chúng ta bị ăn theo cái tâm thức của xã hội, người ta nghĩ sao rồi mình cũng nghĩ vậy. Cho nên có cái gì khi chúng ta thấy nó rất là đẹp rồi hồi cũng đâu có thấy đẹp gì mấy, có cái chúng ta chê dở nhưng mà ở lâu rồi thấy cũng được. Cho nên trong nhất thời không có đủ sự tỉnh táo và thông minh để thu ngắn lại cái sự phân liệt giữa đẹp và xấu, giữa sang và hèn, giữa tốt và dở, cho nên chúng ta cứ tranh đấu cho những cái chúng ta cho là tốt, là ngon, là tuyệt mà chưa chắc. Chúng ta lại cố gắng đẩy ra, đẩy luôn những cái chúng ta cho là xấu, là dở, là hèn mà cũng chưa chắc. Vì chúng ta cho là tốt, là đẹp, là tuyệt, là hay, cho nên chúng ta đã vắt kiệt năng lượng của mình và vắt kiệt luôn năng lượng của người thương mình để mà muốn có cho bằng được, để rồi một tháng sau chán, thấy hết đẹp, hết quý. Cái sai lầm thứ hai đó là chúng ta đang nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích sống, tức là giữa cái means và cái goal. Tất cả những điều mà chúng ta đang làm đây, như là mua nhà, mua cửa, mua xe, như là tìm những cái công việc có thể đem lại cái thu nhập cao, như là tìm mọi cách cho mọi người kính trọng, nể phục, yêu thương mình, nó chỉ là những cái công cụ để giúp chúng ta thực hiện cái mục đích chính, đó là được sống một đời sống bình yên và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, chính những phương tiện đó đã giết chết chúng ta. Chúng ta đã chết luôn trên cái phương tiện mình bày ra, chưa bao giờ chạm được mục đích sống. Nhưng mà không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc chính là con đường. Giống như khi các vị ăn một trái táo, không có cái gì sau trái táo hết, nó chỉ có cái no thôi. Còn cái hương vị của trái táo nó có ngay cái cắn đầu tiên rồi. Có cái gì sau khi chúng ta lãnh lương? Có cái gì sau khi chúng ta thắng được cái chứng khoán đó? Chỉ có ăn nhiều hơn một chút, mặc đẹp hơn một chút, đi xe mới hơn một chút, hết. Nhưng để có được nó, chúng ta phải trả giá kinh khủng, thời gian, về năng lực và cả đạo đức. Người ta khuấy động tâm thức mình không ngừng, bất an không ngừng. Cái bất an hầu hết là do chính chúng ta tạo ra. Và hình như chúng ta đang lầm tưởng rằng sống là phải như vậy, sống là phải theo cái tiến trình là phải lấy bằng cấp, kiếm được việc làm tốt, rồi mua nhà, mua cửa, rồi cưới vợ, lấy chồng, sinh con, cho con học những môi trường danh tiếng để mình hưởng ké cái danh dự, rồi vân vân nhiều thứ. Cái đó nó chưa phải là cuộc sống. Cái đó chỉ là mới chuẩn bị để sống thôi. Cái đó chỉ là những cái means chứ không phải là cái goal. Cái goal là gì? Là trong khi mình làm những việc đó, mình vẫn thưởng thức được cuộc sống, không bận rộn, không nôn nóng, không hối hả, không có gì phải hoàn tất hết, thưởng thức được từng giây phút đang trôi qua. Chúng ta đang đứng trên con đường hạnh phúc chứ không phải là chúng ta chưa chạm tới hạnh phúc.
Chỉ có điều là chúng ta không biết mà thôi. Nhà thơ Duyên Anh một lần viết trong bài hát Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang có cái câu: Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Chú ngựa hoang tin rằng cái hạnh phúc nó nằm ở bên cái ngọn đồi xa xăm kia. Nhìn từ xa thấy dãy đồi kia có những cái màu xanh mơn mởn, và chú ngựa tin rằng mình phải phi nhanh về đó để mà mình hưởng cái hạnh phúc đó. Đó là thiên đường của mình, còn ở đây là cái địa ngục, cho nên là mình phải từ bỏ cái địa ngục này để chạm được cái thiên đường ở cái đồng cỏ xanh ở trên cái ngọn đồi đó. Và chú phi ngày phi đêm, quên cả nhọc nhằn, quên cả sự mệt mỏi, để rồi khi không còn đủ sức để mà đi tới cái ngọn đồi đó, một hôm chú ngựa dừng lại. Bây giờ phải cần ăn chứ, rồi phải cần uống, phải chú ngựa mới dừng lại. Bây giờ chê cũng phải ăn, đói quá rồi. Và khi mà chú ngựa đó ăn những cái bãi cỏ mà chú xem tầm thường đó, uống những dòng nước mà chú coi khinh đó, thì chú chạm một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Cảm giác của một kẻ đói được ăn, của một kẻ mệt mỏi được dừng chân. Và chú hoác nhiên tỉnh ngộ rằng: Trời ơi, mình đã dẫm đạp lên hạnh phúc mỗi ngày mà đi. Bây giờ mình chuẩn bị nhẹ nhàng. Vì các vị vỗ tay cho ca sĩ hay là vỗ tay ăn mừng hạnh phúc. Hy vọng là như vậy. Chúng ta biết là nếu mà các vị cũng uống trà, các vị sẽ thấy rằng uống cà phê cũng được. Dù cho chúng ta chế cà phê, đựng cà phê trong cái tách tròn hay là cái tách vuông, cái tách màu hồng, cái tách màu đen, cái tách làm bằng đất hay là cái tách làm bằng thủy tinh, cái tách cổ hay cái tách mới, thì cái vị trà và vị cà phê vẫn không đổi. Nhưng mà hàng ngàn năm qua người ta lại làm một cái chuyện hết sức điên rồ, đó là cố gắng chế tác thật nhiều cái tách để đựng trà mà không bao giờ uống trà, chưa biết cách uống trà. Chắc tách đầy kệ để làm gì? Ở đây không có chất tách trà mà chất chai rượu thôi. Mà không chịu ngồi xuống để uống trà,
mà có biết cách uống trà đâu mà uống. Sắm vậy thôi chứ đâu có biết hưởng. Các vị nghĩ đi, những thứ các vị đem về hưởng được bao nhiêu? Mình tưởng là mình sẽ hưởng được rất nhiều, nhưng sự thật, thành thật với lòng đi, hưởng được bao nhiêu? Rồi quên nó, không nhớ sự có mặt của nó luôn nè. Thậm chí cái người mà mình lạy lục van xin để mà đưa về sống với mình đó, đã dùng bao nhiêu khổ nhục kế tranh đấu đủ thứ để đem về đó, mà mỗi ngày có nhìn mặt người ta đâu, nhìn không có vô. Mỗi ngày là mỗi người cầm một tờ báo để che lại khỏi nhìn, đỡ đỡ khỏi phải nhìn nhau. Hay là bật tivi lên rồi anh và em cùng về nhìn về một hướng, nhưng mà cái hướng đó không phải là hướng của nhau mà là hướng tivi. Còn muốn thêm nữa không? Có cần phải thêm nữa hay không? Các vị phải biết một điều rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Chúa Ngự Hoàng đã bỏ tất cả để mà ra đi, dẫm đạp lên tất cả, coi thường tất cả, để rồi Chúa tỉnh ngộ, Chúa quay về, Chúa muốn tiếp nhận lại, nhưng mà trễ rồi. Trên lưng Chúa đầy những vết thương. Chúa trách rằng cuộc đời không nới tay để đón chào Chúa. Xã hội này cay nghiệt đối với Chúa. Cuộc đời đã không chừa cho Chúa một chỗ đứng, nhưng mà chỉ tại vì Chúa quay về mà Chúa vẫn cứ đòi hỏi. Chính những cái đòi hỏi của Chúa giết chết Chúa. Chúa nói Chúa mở lòng ra đón nhận mọi người, nhưng mà chưa thật sự mở ra. Cho nên chính cái thái độ quay về chưa đúng đắn đó đã làm cho Chúa cực quan. Chúa Ngự Hoàng chết gục giữa đường. Các vị mà rời xa chính bản thân mình bao nhiêu thì phải trở về đúng cái thời gian bấy nhiêu. Các vị đừng có tưởng rằng mình muốn trở về tâm hồn mình là trở về liền được đó. Các vị muốn trở thành một người thành thật hồn nhiên trở lại là có thể trở thành được đó. Các vị muốn bớt sân si, bớt toan tính với chính những người thân yêu của mình không phải dễ đâu. Các vị muốn ngồi yên đó để thưởng thức chén trà, khó lắm. Cho nên đừng có tiếp tục đi nữa. Hãy trở về để mà làm mới lại tâm hồn của mình. Tâm hồn của chúng ta nó giống như là một khu vườn. Và trong đó có những cái loại cây rất là tốt. Loại cây có thể cho ra hoa thơm, trái ngọt. Nhưng mà đồng thời cũng có những loại cây rất là xấu, những loại cỏ dại, dây leo. Đôi khi mình nhìn vào tâm hồn mình cũng thấy gớm. Thì đừng có nói chi người khác. Rồi mình tưởng rằng chắc là mình đã trở thành người xấu thật rồi, vô phương cứu chữa. Cho nên là mình đã để cho dây leo cỏ dại mọc đầy một tua tủa, lúc nào nhìn vào cũng thấy sự sân hận, sự bực tức, sự ghen hờn, lúc nào cũng đầy dẫy sự than trách, đòi hỏi, buộc tội. Mà ngoài những cái đó ra mình không còn gì sao? Còn tất cả những cái giá trị, gia tài của cha mẹ, ông bà tổ tiên, những gì mình đã đào luyện được từ cái tuổi thơ nó vẫn còn nguyên đó, chưa có mất đâu hết. Chỉ là bị những cái năng lượng tiêu cực bao phủ. Và chúng ta đã đồng nhất cái thấy của mình, tưởng rằng cái hiện tượng nhất thời đó là toàn bộ con người thật của mình. Cho nên chúng ta đã chán nản và tiếp tục bỏ phế khu vườn của mình. Mà khi tâm hồn chúng ta nó đầy những cái vết sẹo, đầy những cái tật bệnh, thì chúng ta nhìn cái gì nó cũng có vấn đề hết. Khi tâm mình nó chưa bình yên rồi thì nhìn đâu cũng không bình yên. Nhìn ai cũng có vấn đề, mà kỳ thực là chính ta có vấn đề. Tại vì tâm ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy thực tại như thế. Đó là cái câu nổi tiếng ở trong Đạo Phật: vạn pháp duy tâm tạo. Cái hạnh phúc với khổ đau trong cuộc đời này là do chính tâm của bạn cảm nhận, chứ không phải cuộc đời này làm cho bạn có hạnh phúc, hay là cuộc đời này dìm bạn vào cái khổ đau. Đừng có đổ thừa, đừng có than trách. Trở về đi. Trịnh Công Sơn, anh có một bài hát, anh kêu gọi mọi người trở về. Mà thực ra anh cũng đang kêu gọi chính anh. Về đây, đứng cũng được, mà ngồi cũng được,
về đây đứng ngồi chứ đừng có đi, đi mỏi vó chùng chân rồi, thôi về đây đi, về về đây là về đâu, về với giây phút của hiện tại, về với chính tâm hồn của mình. Cuồng phong cánh mỏi, khi mà các vị lao vào cuộc đời này tranh đấu, mình thấy mình cũng oai lắm, mình thấy mình cũng có giá trị lắm, mình thấy mình cũng ngầu lắm, nhưng mà cuối cùng nhìn lại đi, bệnh tật của mình có ai chịu không, cái tuổi già có thể cản nổi không, cái đó có thể làm cho người thương mình có hạnh phúc hơn không, có muốn tiếp tục lao vào cái trận bão cuồng điên đó nữa hay không, hay là dừng lại, về thu xếp lại. Anh kêu mình thu xếp lại không phải là đi đi xếp quần áo hay là xếp phòng ngủ, nhưng mà kỳ thực là chúng ta cũng nên xếp quần áo ngay ngắn phòng ngủ đó lại, tại vì cái đó nó phản ánh lên cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta là một bãi chiến trường thì cái phòng ngủ chúng ta cũng là một bãi chiến trường. Hôm nào các vị đột xuất kiểm tra phòng ngủ người khác thử xem có phải là một bãi chiến trường không, tại vì thường thường đâu có ai dám thăm cái phòng ngủ của mình, chỉ đến tới phòng khách là cùng, cho nên mình làm phòng khách rất là đẹp, nhưng mà bữa nào mình quá gian thử chiếc xe của người đó, mở chiếc xe ra cũng là một bãi chiến trường, giống như là một cái nhà bếp di động trong đó, một cái nhà kho di động, thì tại vì cái tâm của mình nó lộn xộn như vậy, nó không có ngăn nắp, không có sạch sẽ, không có đâu ra đó. Về thu xếp lại tức là ý của Trịnh Công Sơn là bạn về coi lại cái vườn tâm của bạn, bạn thấy những cái cây nào mà nó không có hoa trái được, không có lợi ích chặt bỏ đi, còn cái nhánh cây nào nó không có cho ra trái nhiều đó, nó chây cứng, cái càng đậm chặt bỏ để nó dồn sức cho những cái nhánh cây còn lại. Cái gì nó chỉ là một cái trò vui chơi thôi, một cái cảm giác sung sướng nhất thời thôi, nó không phải là một cái true happiness, thì bỏ đi, đừng để nó chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng. Còn cái gì mà mình biết rằng nó là cái điều cần thiết cuộc đời này, không có là không được, như là tình thương, như là sự bình an, thì phải nuôi dưỡng nó đi. Đã nuôi dưỡng rồi thì phải nuôi dưỡng nhiều hơn thế nữa, đã thương rồi thì phải thương hơn thế nữa. Thành ra Trịnh Công Sơn có cái câu kế tiếp đó là vội vàng thêm những lúc yêu người. Cái yêu của Trịnh Công Sơn trong cái bài hát này không phải cái yêu của Xuân Diệu. Xuân Diệu đã từng thốt lên rằng là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn sầu le lối suốt trăm năm. Ghê gớm chưa? Nhưng mà các vị biết rằng cái câu đó là cái câu bồng bột của tuổi trẻ nha, chứ không phải là của tuổi già hay là của tuổi sồng sồn. Hồi trẻ thì mình làm như vậy được, còn bây giờ là làm tới đâu là trách nhiệm tới đó, không có thể nào mà hứng lên mà làm được. Mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, mỗi hành động của mình phải mang cái chữ ký của mình, không chạy đâu khỏi. Cái vội vàng của Trịnh Công Sơn đó là đâu có thời gian nữa đâu để mà dần nha. Chúng ta đâu có 300 năm để sống, đâu có 200 năm để sống, mà chưa chắc có đủ 100 năm để sống, thì giờ này mà còn đẩy nhau ra, còn làm khổ nhau để làm cái gì nữa. Tha thứ được thì tha thứ đi, buông bỏ được thì buông bỏ đi, chưa nhìn kỹ mặt nhau thì nhìn kỹ đi, chưa nói lời yêu thương nhau thì nói đi, để ngày mai có thể là quá muộn. Thật ra mong cầu nhiều hay là ít, lớn hay là nhỏ, nó chưa phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau. Nếu như chúng ta mong cầu ít, mong cầu nhỏ mà chúng ta vẫn căng thẳng mệt mỏi và quyết có ngay cho bằng được thì nó cũng làm cho chúng ta khổ như thường. Còn nếu chúng ta mong cầu lớn, mong cầu nhiều mà chúng ta có một cái thái độ, chúng ta nghĩ rằng mong cầu nó chỉ là một cái cơ hội để chúng ta hoàn thiện mình hơn, để chúng ta đạt tới những giá trị sâu sắc hơn, bền vững hơn, và chúng ta sẵn sàng buông bỏ nó nếu như cái mong cầu đó làm cho chúng ta
mệt mỏi, căng thẳng và đánh mất sự sống. Thì mong cầu nhiều hay là lớn không là vấn đề. Câu hỏi vẫn còn là làm sao để chúng ta có thể làm được điều đó, vẫn đặt ra mong cầu nhưng mà với một thái độ đúng đắn. Như vậy thì cái nội dung của mong cầu không phải là nguyên nhân gây ra khổ đau, mà thái độ mong cầu mới là nguyên nhân đưa tới khổ đau. Thái độ mong cầu đúng đắn sẽ không làm cho chúng ta khổ đau. Thái độ mong cầu đúng đắn nó phải đến từ nhận thức đúng đắn. Nhận thức đúng đắn về thân phận con người và về bản chất của cuộc sống này, tức là nhận thức được cái gì là phương tiện, cái gì là mục đích chính của cuộc sống. Nhận thức được rằng mình chỉ là một cá thể đang tồn tại cùng với tất cả những cá thể khác trong cùng một bản thể. Cho nên mình không thể trở thành một cá thể tách biệt để đi tìm cái sự sung sướng cho riêng mình. Thì với một nhận thức đúng đắn thì cái tâm mong cầu đó nhất định không phải là tâm tham. Mong cầu không phải để thăng hoa, để gia tăng thêm sự hưởng thụ. Mong cầu là để đi tới chân thiện mỹ, là để giúp đời, giúp người. Thì mong cầu đó là cần thiết. Vậy thì mong cầu là nguyên nhân lớn nhất khiến cho chúng ta không được bình yên. Dù chúng ta nhân danh rằng chúng ta đang làm đại cục, chúng ta đang vì người khác, chúng ta đang vì cộng đồng, mà nếu chúng ta đánh mất đi sự bình an trong lòng thì sự mong cầu đó cũng không có giá trị gì hết. Mà nếu chúng ta không có bình an thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Tại vì bình an là nền tảng của hạnh phúc. Có những cái cảm giác mà chúng ta định nghĩa là một thứ hạnh phúc nhưng mà nó không có sự bình an. Thí dụ như là mình được khen thưởng, được người khác khen, mình thích được khen. Thì khen làm người khác khen mình có thật hay không, nhưng mà những cái lời đó làm cho mình sung sướng. Nhưng mà mình cũng có yên, tại vì mình lo rằng không biết cái lời khen này là thật hay là giả, và ngày mai họ còn khen nữa hay không, hay là họ quay lại họ chê. Cho nên càng khen thì làm cho mình càng sung sướng, nhưng mình càng lo sợ, càng bất an. Chúng ta có những cái cảm giác sung sướng như là được trúng số chẳng hạn. Những người trúng số thì không có bình an. Điều này chắc không cần giải thích thì các vị cũng đủ hiểu. Vậy thì những cái cảm giác nào mà nó không có chất liệu bình an trong đó thì nó chỉ là cảm giác sung sướng nhất thời, sự thỏa mãn của cảm xúc, trong khi hạnh phúc là phải có sự bình an. Bình an là gì? Bình an là bình yên, là ngồi không có nhúc nhích, ngồi đâu ngồi yên một chỗ thôi, là ngồi yên. Cùng Nguyên Du có những vần thơ sao: đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, để tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ai mà đang kẹt vào cái chữ tình, tình gần, tình xa, tình mới, tình cũ vậy đó, mà bị nó khống chế rồi thì lủi đầu mà đi thôi, chứ người ta khuyên không có được, không có ai khuyên được hết. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong, tức là mình chỉ tin vào cái điều mà mình đang tin thôi, chứ không ai khuyên can được hết. Vậy nên những cái chốn thông dong, ví dụ cái chỗ này mọi người đang rất thông dong nhưng mà riêng ta thì không, riêng ta thì rộn ràng. Vậy nên những chốn thông dong, nhiều khi mình thấy cái chỗ này nó bận rộn quá, cho nên mình xách xe mình chạy lên núi mình thở. Mình tưởng là mình ngồi giữa rừng cây xanh là mình có thể thảnh thơi nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng có thiệt, nhưng mà chừng 5 phút thôi thì cái chữ tình nó lại trèo ra và nó vật mình xuống. Ở không yên ổn, ngồi không có vững vàng. Mình thấy những người đang kẹt vào cái chữ tình hay là cái chữ tiền hay là cái chữ quyền, cái chữ gì đó,
mà có một cái chữ gì đó nó khống chế mình rồi thì ngồi không có yên, không có thưởng thức được chén trà, không có thưởng thức được câu chuyện của người khác, không có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Thì cụ Nguyễn Du kết luận là cái người này là đang chìm trong cơn mộng du, ma đưa lối, quỷ đưa ra, không có ma quỷ nào bên ngoài hết, chỉ có những bóng tối trong lòng thôi, nó đang dẫn đường đi, tức là mình đang đi trên mê lộ cho chính mình bày ra, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, cái chỗ cao ráo bình an không đi, lủi vào bóng tối mà đi, đạp vào hầm hố trong gai chơi vậy đó. Thì cái người mà kẹt vào chữ tình hay là chữ tiền hay là chữ quyền, tất cả những cái gì mà nó lấy đi cái sự chủ động của mình thì đều có thể giết mình chết. Vậy thì một cái người mà có năng lượng bình yên, các vị phát hiện rất là dễ, ngồi rất là thoải mái nhẹ nhàng, không có căng cái mặt lên, cái gương mặt rất là mềm mại bình yên mà nhẹ nhàng trong lòng, mà có gì đâu mà căng, phải không? Có cái mặt mình đang mềm phải đang căng, hay là phải có người phải hô thở vào làm cho cái mặt nó mềm ra, thở ra làm cho thư giãn thì nó mới chịu mềm. Hình như là mọi người cũng đang căng khi nghe thầy nói chuyện. Thật ra cái điều kiện đầu tiên của hạnh phúc đó là phải thư giãn. Được gì không biết, nhưng mà mình phải sống trong cái thư giãn. Muốn giải quyết những cái vấn đề lớn thì phải thư giãn trước. Thư giãn nó báo hiệu là mình đang có mặt trong giờ phút của hiện tại. Thân và tâm đang có mặt ở đây. Bình yên thì có thể nở nụ cười được. Nở nụ cười không phải là do nói hài hước, mà cười không phải do anh Jimmy anh chọc mà mình cười, mà mình thấy vui, thấy cái gì cũng là màu nhiệm hết. Thấy vợ nấu ăn cũng mỉm cười, thấy chồng lau xe cũng mỉm cười, thấy con mình nó chạy giỡn trong nhà cũng mỉm cười. Đó là cái người có lòng bình yên. Mà khi lòng bình yên rồi đó thì không có chuyện gì là quan trọng hết, tất cả đều là chuyện nhỏ. Mà tất cả đều là chuyện lớn là tại vì lòng nó bất an, nó không có yên. Nó không yên là tại vì nó đòi cái gì đó mà nó chưa được, nó muốn cái gì đó mà không theo ý nó, bất như ý. Chúng ta đang đứng trước những điều bất như ý, chúng ta đang lầm lẫn giữa bất như ý và đau khổ. Bất như ý nó chỉ là dissatisfaction chứ nó không phải là một cái suffering. Cuộc đời đâu có chiều chuộng ai được. Ví dụ các vị học giỏi cỡ nào, các vị tài năng cỡ nào, thì những cái điều bất như ý nó vẫn xảy ra theo nguyên tắc tự nhiên của nó, chứ không có xảy ra theo ý của ta. Thế mà chúng ta rất là buồn cười là muốn mọi thứ nó phải theo ý của mình thôi. Mà cái người mà mình đem về sống chung mà hiền chừng nào thì mình độc tài dữ chừng ấy, là tập cho mình cái thói quen chỉ tay năm ngón. Cho nên là mình tưởng là mọi thứ trên đời này phải theo ý mình thì mình mới chịu nổi, cho nên mới có bất như ý chút xíu là than khổ rồi. Khi cái điều bất như ý nó xảy ra mà chúng ta chấp nhận được nó thì không có khổ, mà chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta muốn loại trừ nó, loại trừ mà loại trừ không được thì suffering xảy ra, đau khổ xảy ra. Vậy thì bất như ý chưa có khổ, hoàn cảnh trái ngang chưa có khổ, chỉ vì chúng ta không có khả năng chấp nhận nó cho nên chúng ta mới khổ. Có những sự thật nó phải xảy ra theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh, chúng ta không có khả năng cưỡng nó được. Chúng ta phải học thái độ chấp nhận một số điều trong cuộc đời này chứ không phải muốn gì được đấy. Nhưng tại vì xưa giờ mình thành đạt, mình đâu có thất bại đâu, mình là ông vua, mình có tiền cho nên mình tưởng có gì, cái gì mình cũng có thể nằm trong tầm tay mình hết. Nhưng mà mình nói người đó không nghe được, phải đau chứ. Cái người mình tưởng rất là dễ mà mình nói họ không nghe được, cái người mà mình cho họ biết bao nhiêu ân tình mà họ không nghe mình được, cái đó mới cay. Cho nên đáng lẽ là chúng ta phải nghiền ngẫm, phải quan sát, phải học hỏi để biết rằng trong đời có những cái điều bất như ý chúng ta phải chấp nhận. Thí dụ như là chúng ta phải già, ai trong chúng ta cũng phải già.
Tại sao chúng ta phải sợ già? Tại sao chúng ta lại cưỡng lại cái già? Cái gì mà có chất antioxidant là ăn hết, nhộn vào ăn cho nó trẻ, đừng có già. Thì mình chống lại như vậy là đã là khổ rồi. Còn cái người người ta chấp nhận cái già như là một sự thật thì không có gì là khổ. Thì con mình lâu lâu nó cứng đầu, nó không nghe lời mình khi mình muốn nó phải nghe lời mình, nhưng mà mình ngày xưa đâu có nghe ba mẹ mình đâu, đâu có nghe một cách tuyệt đối đâu, phải không? Thì nó mới không nghe lời cả, thấy khổ rồi. Mình phải nghĩ đó là một điều tự nhiên. Đứa nào mà nó cứng đầu thì đứa đó càng có bản lĩnh thôi. Còn đứa nào mà nó nghe lời mình nhiều quá thì đứa này nó yếu đuối lắm. Đó là cái kinh nghiệm làm tâm lý của thầy đó. Nhưng không phải là tất cả ha, hầu hết thôi. Thành ra các vị phải chấp nhận con mình nó cứng đầu một chút, để lớn lên nó không bị người khác dụ dẫn. Chồng mình không có về đúng giờ cái là thấy khổ rồi. Là gọi cái chung cuộc điện thoại mà không bắt lên là khổ rồi, nó bất như ý quá. Thay vì mình than là trời ơi bất như ý tôi quá thì nó kỳ quá, cho nên mình than trời ơi khổ quá, tưởng là cái khổ này do người khác đem tới, nhưng kỳ thực là do chính mình thôi, do cái thái độ của mình thôi. Cho nên do lòng không bình yên cho nên thấy cái chi mô cũng không bình yên hết. Em Quốc Bảo, nhạc sĩ Quốc Bảo có nói một cái trải nghiệm rất là thật. Bình yên một thoáng cho tim mềm, mình đang lên cơn điên, mình đang bực tức căng người lên, mình đóng sập cửa lòng mình lại, đẩy người kia ra, không chấp nhận được. Mình tưởng rằng tất cả lầm lỡ này, cái khổ đau của mình là do người kia đem đến thôi, chứ mình không biết rằng tại mình đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi cao quá, cố chấp quá, cho nên những cái phiền não đó làm cho mình không bình yên. Vì lòng không bình yên cho nên mình đã trở nên như một cục đá như vậy. Nhưng mà khi mà mình thở vào thở ra, trở về với giây phút của hiện tại, mỉm cười, thư giãn toàn thân, tạm thời gác qua những cái khó khăn đó, thì những cái cáu bận phiền não nó lắng xuống, một thoáng bình yên nó xuất hiện, trái tim nó mềm lại ngay. Cái gương mặt nó mềm thì trái tim nó cũng sẽ mềm theo. Nó mềm có nghĩa rằng nó thấy vấn đề này đúng trở lại, nó thấy vấn đề này nhỏ trở lại, nó thấy cái sự thật này có thể chấp nhận được, nó thấy người này còn có thể thương được, là do trái tim nó đã mềm ra. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh bình yên. Đó là đoạn 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 nhạc khúc của bài Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo. Khi lòng mình bình yên nó mát dịu, như là mình trời buổi tối mà chúng ta bước ra ngoài không có nắng được, rất là mát mẻ, và mình có thể thấy được một đóa hoa đang nở, nhưng mà kỳ thực là hoa trong lòng mình nó đang nở. Rồi mình có cảm nhận được trăng đang có mặt ở đó, ở trên đầu ngọn cây trăng cao, nhưng mà kỳ thực ý Quốc Bảo muốn nói rằng cái ánh sáng nó đã hiện về, mình nhìn thấy được cái sự thật nhiều hơn. Bình yên nó có tác dụng bất ngờ. Thay vì mình bắt người kia để mình trừng phạt, thì mình trở về làm cho tâm hồn mình bình yên đi. Nó sẽ có những cái miracle bất ngờ, có những cái phép mẫu xuất hiện. Nó làm cho mình có thể nhìn tình trạng này ở một cái góc độ khác, và mình có thể tha thứ, và có thể còn giúp đỡ đưa người đó trở về với con người lành lặn dễ thương năm xưa. Sao tới đây lòng các vị mềm ra và bình yên chưa? Làm thêm vài bài nữa ha. Được lấy đầu ra nữa. Và mình luyện được có ba bài. Ở trên Washington DC, cái vùng đó có nhiều hoa đào, cho các vị biết. Và hoa đào chỉ có thể nở sau đầu khoảng đầu tháng 4 hay là giữa tháng 4. Và nếu có cơ hội các vị cũng nên ngắm hoa đào. Nhưng mà các vị có thể là du khách nên các vị không có biết rằng
Hoa đào phải chịu một cái trận mùa đông giá rét khoảng 3-4 tháng trời. Trong cái lạnh nó mới, khi mà nắng ấm về nó mới thể tung cánh tỏa gác hương được. À, tiền sử Hoàng Bá ở thời nhà Lý ở Việt Nam có thốt lên cái cảm hứng là nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Hoa mai nó cũng như hoa đào, nó phải chịu một cái trận giá rét thấu xương rồi thì nó mới phát triển hết cái tinh anh của nó được. Nếu như chúng ta không có đói thì sức mấy chúng ta biết cái hạnh phúc được ăn. Nếu chúng ta không từng rơi vào những cái con đường lạnh lẽo một mình trong đêm vắng, sức mấy chúng ta biết quý cái ấm áp bên người thân trong căn nhà có lò sưởi, có cơm nóng. Nếu chúng ta chưa từng bị xa lìa, làm sao chúng ta biết cái giá trị của sự đoàn tụ? Nếu chúng ta chưa từng khổ đau thì làm sao chúng ta biết cái gì là hạnh phúc? Cho nên khổ đau là điều kiện cần thiết của hạnh phúc. Không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Cho nên phải ca tụng khổ đau, chấp nhận khổ đau. Khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống. Đừng sợ nó, đừng trốn nó, đừng đẩy nó ra. Hãy học cách chấp nhận, biến nó trở thành chất liệu làm cho chúng ta có hạnh phúc. Nếu biết cách học hỏi, sau một cái trận giông bão khổ đau nào, chúng ta cũng có thể tìm thấy được một bài học lớn trong cuộc đời. Và chúng ta phải biết rằng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta là một cái bầu trời xanh. Còn những cái trận bão cuồng điên của ghen tuông, của sân hận, của dục vọng, nó chỉ là những trận bão thôi. Trận bão dù có điên cuồng tới cái mức nào thì nó cũng không bao giờ chạm được bầu trời xanh, phải không? Mình đừng có đồng nhất mình với cơn bão đó. Khi mình nổi giận lên, mình đừng tưởng rằng mình chỉ là cơn giận rồi mình làm lung tung hết. Khi mình ghen lên, mình tưởng mình chỉ là cơn ghen đó rồi mình làm lung tung hết, đổ vỡ hết. Khi mình tham muốn một cách thèm khát, một cách vô độ mà mình đồng nhất mình với nó thì hôn nhân đổ vỡ thôi. Mình biết rằng nó chỉ là một cơn cảm xúc nhất thời, một hiện tượng. Chúng ta là một cái gì đó lớn hơn rất là nhiều. Chúng ta trong đó còn có cái hiểu biết, có thương yêu, có đạo đức. Chúng ta còn có bình an, vững chãi và thảnh thơi. Chúng ta còn nhiều cái gia tài ở trong đó, chứ không chỉ có một cái cơn bão đó. Thành ra khi một cái năng lượng tiêu cực đi lên làm cho chúng ta bất an, thì chúng ta phải học cái cách làm sao để nhận diện ra rằng nó chỉ là một hiện tượng nhất thời, nó không phải là tất cả. Không để cho nó đồng nhất với ta, nó chỉ là cái vở kịch đang diễn ra, còn chúng ta là khán giả đang ngồi những cái vở kịch đó đang diễn ra. Các vị phải học cách quan sát được cơn giận của mình như là các vị đang ngồi quan sát tôi vậy. Phải học quan sát chính mình chứ đừng có canh me người khác hoài. Đừng có cho điệp viên đi theo dõi, đừng có cho camera theo dõi, đừng có lục soát điện thoại. Chuyện đó tệ lắm. Phải quan sát chính mình. Khi mà mình có lòng, lòng mình có bình yên rồi thì tự tin sẽ tràn về. Thái độ quan sát người khác, đuổi theo người khác chẳng qua là mình đã đánh mất niềm tự tin lên bản thân mà thôi. Cái đó phải học. Học rất là nhiều, luyện rất là nhiều mới có thể tách bạch ra giữa cái phiền não, giữa tham sân và si với một cái tổng thể tuyệt vời đang quan sát nó và không cho đồng nhất với nó. Còn bằng không, chúng ta vẫn cứ nhập mình với cái trận bão điên cuồng đó. Mỗi lần cơn điên nổi lên, giận hay là thèm khát là đánh mất chính mình, là nghe theo cái lời xúi giục của nó để rồi hối tiếc. Khi mình nổi giận lên và mình quyết định đuổi người kia ra khỏi cuộc đời mình, cái đó là sự dại dột. Bình tĩnh lại thì thấy điều đó rất là dài dòng. Chúng ta đừng bao giờ làm một cái quyết định gì trong khi chúng ta không có bình yên. Khi làm một quyết định gì phải hỏi là mình có đang tỉnh táo, có đang bình yên để làm cái quyết định đó hay không. Ở trong bài hát Bình Yên, Quốc Bảo rất là tinh tế khi anh nói rằng và tôi rất thích cái câu này, đó là như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa. Khi mà mình đang nổi giận, mình đang thèm khát,
mà mình học cái cách để làm sao để cho cái cơn nó đi qua. Hay là khi mà mình không có tha thứ người kia, mình muốn loại trừ người kia, rồi mình đã tìm hiểu ra được sự thật, mình buông bỏ những cái nhận thức sai lầm hay là thành kiến về người đó, nó cũng giống như là mình được sinh ra đời một lần nữa. Mình nhìn cuộc đời này bằng một cái lăng kính mới, nhìn người đó bằng con mắt mới khi mình đã được bình yên rồi đó. Còn khi mà mình nhìn đó bằng cái con mắt cũ, vẫn nghĩ đó là xấu, người đó là thiếu trách nhiệm, người đó là không có tình thương với mình, thì mình thật sự chưa có năng lực bình yên. Năng lực bình yên chưa có ra được. Khi nó ra rồi thì cái nhìn cũ kỹ kia sẽ bị tàn tạ và lụng bại thôi. Và cái câu hay kế tiếp nữa là: như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Có nghĩa rằng người kia làm cho mình khổ mà mình trưởng thành được đó. Người kia làm cho sức chịu đựng mình nó lớn như vậy đó. Chính cái khổ của người kia đã làm cho mình hiểu thế nào là bản chất của tình yêu hay là tình thương như vậy đó. Vậy thì thay vì người kia làm khổ mình thì mình làm khổ lại, mình trừng phạt lại, thì mình phải cảm ơn người kia. Chúng ta từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau, chứ không phải chúng ta tự nhiên mà chúng ta lớn khôn được. Nhờ khổ đau của cuộc đời và của người kia mà mình đã khôn lớn lên được. Thành ra đâu có lý do gì mà trách hờn nhau. Vì vậy cái người kia ra đi đó, xách gói ra đi, họ bình yên thì họ sẽ trở về. Còn cái người ở lại, những cái hận thù, những cái trách móc, những cái hờn tủi, nhờ bình yên mà mở lòng ra để đón nhận người kia trở về. Bình yên nó xóa hết những hận thù, xóa hết những cái nghi kỵ, xóa hết những cái lầm lỡ, xóa hết những cái cố chấp, nó đổ xô tất cả những thành quách của tham sân và si. Bình yên rất là mầu nhiệm và ai cũng có thể chế tác ra được cái năng lượng đó. Tại sao chúng ta không có ngồi đó để chế ra năng lượng bình yên mà cứ chế vũ khí, chế bom nguyên tử hay là chế vàng, chế bạc, chế kim cương hoài vậy? Cuộc đời này cần lắm những giây phút bình yên. Con chúng ta cần lắm cái năng lượng bình yên của bố mẹ. Vợ mình, chồng mình cần lắm cái năng lượng bình yên của mình. Cái xã hội này đâu đâu cũng là bạo động. Nó cần những cái bước chân bình yên, những ánh mắt bình yên của chúng ta. Mà nếu chúng ta từ chối cái trách nhiệm đó thì nó sẽ thuộc về ai bây giờ? Cho nên rất là mong các vị sau buổi tối ngày hôm nay, còn vài ngày sắp qua năm mới, các vị sắp xếp cho mình một buổi đi ngồi lại để về thu xếp lại, dọn phòng, dọn ốc, dọn vườn tâm trở lại. Để rồi các vị có thể làm, tôi xin gom lại một vài ý sau đây. Các vị nên khôn ngoan để mà đặt mình vào những cái môi trường nó không có quá nhiều cái sự kích động của sự tham lam. Mình bớt chơi lại với những người mà lúc nào cũng đầy tham vọng hết. Mình chơi với những người bình yên nhiều hơn, tại mình còn yếu, thành ra mình xin tiếp xúc với những người bình yên nhiều hơn. Đặt mình vào môi trường an ninh như vậy thì cái tâm mình là không có dễ bị khuấy động. Rồi các vị nên tập tắt ly bớt cái công việc của mình để mà trở về với thiên nhiên, về núi, về rừng, để được vũ trụ nuôi trở lại. Các vị cứ trốn mãi, năng lượng vũ trụ muốn gửi đi nuôi các vị mà không biết đường nào để mà nuôi. Lúc nào cũng bị bao bọc bởi xe hơi, rồi nhà cửa tường vững chắc quá, năng lượng nó có chui vô lọt để mà nuôi. Rồi các vị phải, điều quan trọng nhất là các vị phải phải thực tập tìm về chính mình. Nếu mà nó hơi ngán thì mình phải tìm những vị thầy hay những người bạn có cái kinh nghiệm đó chỉ cho mình những cái phương pháp để mình dễ dàng trở về tiếp nhận lại cái khu vườn tâm hay là cái căn nhà đã bỏ hoang. Mà mình không có tu sửa lại thì ai sẽ tu sửa bây giờ? Trách nhiệm đó của mình chứ của ai. Và mình phải nghĩ một điều rằng là mình đang làm cái điều này không phải cho riêng mình mà cho những người sống chung quanh mình, mà hơn hết là cho con cháu mình. Hãy cho con em mình một cái niềm tin rằng con người có thể sống hạnh phúc được. Hạnh phúc là điều có thật trên cuộc đời này. Chúng ta phải chứng minh điều đó.
Chúng ta có cái gì quý giá hơn để trao truyền cho con cháu chúng ta nếu nó không phải là chất liệu bình yên và hạnh phúc của cha mẹ? Ngày mai con cháu chúng ta sẽ đi về đâu nếu giờ này chúng ta vẫn chưa có thể nhìn được mặt nhau, chưa có thể yêu thương nhau trọn vẹn được? Và cái công trình quay trở về chăm sóc vườn tâm mình, tôi báo trước các vị là nó nhiêu khê lắm, nhưng mà mỗi bước chân trở về sẽ mang lại một cái niềm an vui cho các vị. Niềm an vui nó sẽ lớn dần theo cái sự kiên trì, cái sự nhẫn nại, ý chí của các vị. Chúc các vị thành công. Mời các vị nghe ba tiếng chuông. Chúng ta có thể nhắm mắt lại và thả lỏng toàn thân, theo dõi hơi thở để cho cái bình yên nó dâng lên. Tiếng chuông như là lời gọi của Phật, của Chúa, mời chúng ta trở về với giây phút hiện tại để thưởng thức giây phút nhiệm màu đang trôi qua. Chúng ta biết rằng hạnh phúc chỉ có trong hiện tại, bây giờ và ở đây mà thôi.